Trần Dự Phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Hưu Tinh Nhật Ký chiều ngày hôm nay, được phát hình và phát thanh từ Nam California, 4 giờ 30 giờ California, tức là 6 giờ 30 giờ Houston, Texas. Hôm nay là ngày thứ 6, 18 tây tháng 9 năm 2020. Trước hết, cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong, cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và trong cái đề tài đầu tiên thì Phong đem hai bản tin hồi sáng này và ngày hôm qua lên để phân tích về tình hình tại sao Đài Loan trở nên quan trọng và nó có thể trở thành một cái điểm nóng và khiến cho Trung Quốc không còn nhường nhịn nổi trong cái cục diện mới mà Hoa Kỳ áp đặt. Đó là cái thứ nhất, là việc mà Thứ trưởng Ngoại giao của Hoa Kỳ lần đầu tiên tới Đài Loan trong vòng 41 năm qua, một sự kiện lịch sử đánh dấu gần như là thừa nhận cái vai trò độc lập của Đài Loan. Thứ hai là việc mà Hoa Kỳ đang ráo riết vận động cho Đài Loan quay trở lại có một chiếc ghế ở tại là Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc. Và điều này sẽ là gây khó khăn cho Bắc Kinh rất nhiều. Và thứ ba là một dân biểu ở Hạ viện Hoa Kỳ, tức là một nhà lập pháp của Hoa Kỳ là ông Tom Tiffany, đã chính thức đệ trình một cái dự luật trong đó yêu cầu chính quyền Tổng thống Trump là hủy bỏ chính sách một nước Trung Quốc vốn đã được ký kết năm 1982 dưới thời của cố Tổng thống Ronald Reagan, trong đó coi như là Đài Loan không thể là một cái mảnh đất tách rời khỏi Trung Quốc. Nhưng bây giờ thì dân biểu của Hoa Kỳ là Tom Tiffany đã phân tích và cho thấy rằng là vào cái lúc mà Jimmy Carter, Tổng thống của Hoa Kỳ vào năm 1979, khi mà cắt bỏ cái ban giao với Đài Loan để mà kết nối ban giao với lại Trung Quốc, thì điều đó chưa được thông qua bởi Quốc hội. Do đó thì ngay sau cái việc mà ông ta cắt bỏ mối quan hệ Đài Loan, thì Quốc hội Hoa Kỳ mới ra một cái dự luật, một cái đạo luật thì đúng hơn, một cái đạo luật gọi là Taiwan Relations Act để bảo vệ cho Đài Loan. Thì cái hành động này là cái hành động sau đó, cho nên ông ta cho rằng là cái việc mà hủy bỏ cái ban giao với Đài Loan là chuyện làm bất hợp pháp trước đây và cần phải được xét lại. Tất cả những điều này cho thấy là Hoa Kỳ đang thúc đẩy cho một nền độc lập của Đài Loan và đang khuyến khích Đài Loan độc lập, mặc dù nó vẫn còn một hai cái bước trở ngại về mặt pháp lý. Thứ nhất là phải hủy bỏ cái chính sách One China Principle. Thứ hai, Đài Loan phải khẳng định họ không dính dấp gì tới Trung Quốc. Thì đây là một trong những cái vấn đề mà nó còn chút xíu đó, nhưng mà cái bước gần như đi đến 80% rồi quý vị. Có nghĩa là Đài Loan có thể trong thời gian ngắn sắp tới có thể sẽ được Hoa Kỳ thừa nhận là một đảo quốc độc lập, tương tự như là Tổng thống Trump đang vận động cho Do Thái được sự thừa nhận của khối Ả Rập. Thì bây giờ Đài Loan sẽ là một trong những cái điều mà gây lên một cái cơn sóng mới trong mối quan hệ giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ càng thêm tệ hại. Và Trung Quốc càng lúc càng sẽ bị cô lập. Như lời ông Trump đã tuyên bố, chúng ta sẽ tách rời khỏi nền kinh tế của Trung Quốc. Ok các bạn, đó là cái đề tài thứ nhất ngày hôm nay. Bây giờ bước qua cái đề tài thứ hai. Trong đề tài thứ hai thì tôi mượn cái bản tin chiều ngày hôm nay, mình đọc bản tin trước đi, rồi sẽ phân tích xem cục diện của Tam Quốc phân tranh, bỏ Nga quan bệnh nha, Tam Quốc phân tranh như thế nào. Tam Quốc đó là Trung Quốc, Hoa Kỳ và Liên Hiệp Âu Châu. Bây giờ chúng ta đi vào trong cái phần gọi là mình coi trước đi, mình đọc cái tin trước đi rồi mình mới bắt đầu mình phân tích sau. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo dự tính là sẽ nói chuyện về vấn đề của Trung Quốc trong cái lúc mà ông gặp gỡ các đối tác của ông là nằm trong Liên Hiệp Âu Châu trong tháng này. Một giới chức ngoại giao cao cấp của Âu Châu đã lên tiếng xác nhận ngày hôm nay thứ sáu, trong đó là sẽ nhắm vào Bắc Kinh và những cái mặt trận mà Hoa Kỳ đang đối đầu với Bắc Kinh. Ông Mike Pompeo dự tính là sẽ viếng thăm Ý và kể cả Tòa Thánh Vatican theo tường trình của các giới truyền thông của Ý. Và trong đó thì Ý là cái nơi, là cái quốc gia duy nhất trong Liên Hiệp Âu Châu đã chấp nhận gia nhập một vành đai, một con đường của Trung Quốc. Và bây giờ Ý cũng đang có, Trung Quốc cũng đang có nhiều cái đầu tư tại nước Ý và được xem là đã có cái quan hệ ấm áp với Bắc Kinh. Một trong những giới chức hàng đầu từ Hoa Kỳ và Trung Quốc cũng đang thúc đẩy việc mà
thuyết phục lại Âu Châu và lôi kéo Âu Châu đứng về phía mình trong cái cuộc đối đầu này, trong vấn đề kinh tế, kỹ thuật và cái vấn đề mà ảnh hưởng trên toàn cầu. Phát biểu trong một cái tinh thần gọi là giấu tên, một giới chức cao cấp ngoại giao của Âu Châu đã xác nhận là bởi cái chính sách của người đứng đầu cái chính sách đối ngoại của Âu Châu là Joseph Borrell sẽ có một cái bản kế hoạch để đối thoại sau khi mà ông ta gặp gỡ với lại Bộ trưởng Ngoại giao của 27 quốc gia ở trong Liên hiệp Âu Châu diễn ra vào ngày thứ Hai. Cái cuộc đối thoại giữa Âu Châu và của Hoa Kỳ sẽ nhắm vào Trung Quốc và những cái quy tắc đặt ra để có thể đối phó với Trung Quốc theo trường trình của nhà ngoại giao này. Và trong đó là nó sẽ bắt, đáng lý ra, nó sẽ bắt đầu vào đầu tháng này. Tuy nhiên, thì phía Âu Châu cũng đồng ý nói chuyện với Washington về Trung Quốc. Và nếu được xác nhận, thì nó chỉ đến diễn ra một tuần lễ sau khi mà Tập Cận Bình đã có cái hội nghị thượng đỉnh với các lãnh đạo hàng đầu của Liên hiệp Âu Châu, trong đó có bà Charles Michel là chủ tịch của Hội đồng Âu Châu và bà Ursula de Leyen, tức là bà chủ tịch của Quỹ hội Âu Châu. Ở trong đó thì đây là một và cái cuộc nói chuyện này, đây là một cái dấu hiệu mạnh mẽ cho Bắc Kinh rằng Âu Châu sẽ sẵn sàng và rất vui lòng thảo luận với Hoa Kỳ trong vấn đề gia tăng những cái lo ngại mà chúng tôi chia sẻ về vấn đề của Trung Quốc, đặc biệt là dưới chính quyền của Tổng thống Donald Trump. Không ai biết được là ai là người bạn hữu của Âu Châu, một cái viên chức của Âu Châu đã tiết lộ như trên. Và điều này cho thấy rằng Hoa Kỳ đang có nỗ lực để mà bắt đầu phong tỏa Trung Quốc. Phát ngôn viên của Âu Châu vẫn cho biết rằng không biết là ông Borrell sẽ nói chuyện với ông Mike Pompeo diễn ra ở một cái địa điểm nào. Trong khi đó thì giới truyền thông của Ý báo cáo rằng ông Pompeo sẽ viếng thăm Ý và rồi sẽ viếng thăm Tòa Thánh Vatican vào cuối tháng này. Chỉ vài tuần lễ sau khi mà Bộ trưởng Ngoại giao của Ý, của Trung Quốc là Vương Nghị đã bay tới Ý và cùng với bốn quốc gia khác nằm trong cái khối Âu Châu. Đây là một trong những cái chuyến đi đặc biệt của Mike Pompeo. Và đó là những cái bản tin mà chúng ta có được chiều ngày hôm nay. Ok quý vị, bây giờ nhắc lại phía Trung Quốc trước đi. Rồi mục đích của ông Mike Pompeo lần này tới Âu Châu. Vậy thì Âu Châu sẽ đóng vai trò gì trong cái sự căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc? Họ sẽ chọn một phía, họ sẽ đứng trung lập, hay họ sẽ làm trung gian hòa giải giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc? Đó là cái tiêu đề mà tôi nghĩ rằng là chúng ta cần phải thảo luận và phân tích xem. Ok các bạn, nhắc lại, sau khi mà Tổng thống Trump có những cái áp đặt chính sách cứng rắn với Trung Quốc và gần như không đối thoại với Trung Quốc, đầu tiên hết thì Dương Khiết Trì và kể cả Vương Nghị đồng lên tiếng nói rằng sẵn sàng đối thoại với Hoa Kỳ ở mọi cấp khác nhau, tức là từ lính gác cửa cho tới ông Tập Cận Bình luôn, tức là mọi cấp nào cũng nói chuyện được hết. Nhưng phía chính quyền Tổng thống Trump và ông Mike Pompeo vẫn ignore, tức là vẫn bỏ mặt, họ không tiếp xúc. Chính vì vậy, Trung Quốc đã tập trung rất nhiều vào trong cái khu vực Âu Châu, tức là họ muốn dùng cái Âu Châu để đá ngược trái banh về phía Hoa Kỳ, tức là dùng cái sự hợp tác của họ với Âu Châu để khiến cho Hoa Kỳ có sự chia rẽ, là nếu mà chúng ta tiếp tục cứng rắn với Trung Quốc mà không nói chuyện với Âu Châu thì tụi nó phối hợp với nhau là Hoa Kỳ mình bị cô lập. Đại khái ý của Trung Quốc như vậy. Do đó, đầu tiên là Vương Nghị viếng thăm năm quốc gia Âu Châu, sau đó là tới Dương Khiết Trì liên tục bay đi Âu Châu trước khi mà Tập Cận Bình có phiên họp với lại những người đứng đầu của Liên hiệp Âu Châu, mà lúc nãy tôi nói là bà Von der Leyen và bà Michel, một người là chủ tịch của Hội đồng Âu Châu, một người là chủ tịch của Quỹ hội Âu Châu, cộng với bà Thủ tướng Đức là Angela Merkel. Nhưng mà tất cả đều thất bại, bởi vì cả tất cả những lần gặp mặt và kể cả trong cuộc nói chuyện với Tập Cận Bình, mặc dù Âu Châu chỉ lên tiếng trong vấn đề gọi là ngôn ngữ thôi, nhưng mà tất cả đều đem hai vấn đề lên đặt vấn đề với cả ba nhân vật đứng đầu của Trung Quốc. Thứ nhất là vấn đề của Tân Cương, vấn đề nhân quyền của Tân Cương. Thứ hai là vấn đề của Hồng Kông. Hai vấn đề này đều được đặt ra trong cả ba phiên họp. Và ngay cả trước khi mà Vương Nghị tới nước Đức, thì Vương Nghị lại bị vướng một cái lời tuyên bố tầm bậy, đã bị chính ngoại trưởng của Đức đã chỉ mặt và nói rằng ông không thể đe dọa một quốc gia nằm trong Liên hiệp Âu Châu. Khi mà Vương Nghị nói rằng là Cộng hòa Czech đã cross the line
và chủ tịch của Thượng viện của Hồng Cộng Hòa Séc khi viếng thăm Đài Loan sẽ trả giá rất đắt. Đây là một lời đe dọa đối với lại một cái quốc gia nằm trong Liên hiệp Âu Châu. Thì tất cả những cái này, cuối cùng Bắc Kinh chuốc lấy thất bại. Thất bại ở chỗ nào? Thỏa thuận về vấn đề tự do mậu dịch, và không phải tự do mậu dịch mà về vấn đề đầu tư và mở rộng thị trường, Bắc Kinh vẫn không đáp ứng được cái yêu cầu của Âu Châu. Tức là họ mở, nhưng mà họ mở khúc này chứ họ mở không mở khúc khác. Mở cái khúc mà Âu Châu không làm được gì được hết. Tức là Âu Châu đòi mở cửa thị trường tài chánh thì nó đi mở cửa thị trường dịch vụ. Đại khái như vậy. Tức là cũng mở cửa, nhưng mà mở cửa theo kiểu khác. Thì điều này Âu Châu không hài lòng. Âu Châu không hài lòng. Và khi họ đặt vấn đề của Hồng Kông, thì Tập Cận Bình lại tránh né qua một bên. Và nói, ô, chúng tôi sẵn sàng mời quý vị tới thăm Tân Cương. Bất cứ giờ phút nào. Trong khi đó, họ đặt vấn đề Tân Cương. Thì Tập Cận Bình lại nói rằng, ô, đó là cái trại huấn nghệ dạy dỗ cho những người đó có việc làm. Tức là Tập Cận Bình không dám trả lời trực tiếp những câu hỏi và những vấn đề mà phía Âu Châu đặt ra. Do đó, toàn bộ cái cuộc gặp gỡ của Trung Quốc và Âu Châu, theo đánh giá chung là sự thất bại. Đôi bên vẫn tiếp tục phải có những cuộc gặp gỡ kế tiếp, và cuộc gặp gỡ vừa rồi không giải quyết được bất cứ một vấn đề gì cả. Coi như thất bại, không có một thông cáo chung, cũng không có một cái thỏa thuận nào đạt được hết. Ngược lại, Tập Cận Bình lại phải đối diện với lại cái thách thức là phải giải quyết vấn đề của Hồng Kông và vấn đề của Tân Cương. Thì quý vị thấy rõ ràng cái cục diện trước khi mà ông Mike Pompeo bay tới Âu Châu. Ngay sau khi Tập Cận Bình vừa gặp các viên chức Âu Châu hôm 14 Tây, hôm nay là 18, mới 4 ngày thôi, thì là lập tức phía Hoa Kỳ thông báo ông Pompeo sẽ viếng thăm Âu Châu. Và lần này ông tới Âu Châu với một mục tiêu duy nhất và cái nghị trình duy nhất là thảo luận với Âu Châu về vấn đề của Trung Quốc. Vậy thì Trung Quốc có vấn đề gì và phải thảo luận quý vị? Rõ ràng, Âu Châu trong giai đoạn trước họ giữ vai trò trung lập, không nghiêng về phía nào, kể cả Hoa Kỳ, kể cả Trung Quốc, trong cái vấn đề mà cuộc gọi là đối đầu về mậu dịch giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Nhưng sau cái đại dịch, thái độ gọi là trịch thượng của Bắc Kinh đã khiến cho nhiều quốc gia Âu Châu cảm thấy bất mãn. Ngay cả tại Ý, là cái quốc gia đã ký kết một vành đai một con đường với Trung Quốc, mà Ngoại trưởng Ý còn khẳng định một câu trước mặt của Vương Nghị là chúng tôi đón chào cái một vành đai một con đường, đó là một mối làm ăn mới, nhưng chúng tôi không thể bỏ mặc một đồng minh lâu dài của chúng tôi, đó là Hoa Kỳ. Hoa Kỳ là đồng minh lâu dài và là người bạn hữu của nước Ý trong nhiều năm. Nội một cái lời nói này của ông Ngoại trưởng Ý với Vương Nghị đã khẳng định cái lập trường của Âu Châu. Ý là cái quốc gia được xem là nghiêng về phía Trung Quốc rất nhiều, nhưng mà cũng phải chặn đứng lại. Tức là họ đã bất mãn cái thái độ của Trung Quốc trong cái đại dịch. Che đậy thông tin, rồi ém lại tất cả những cái sản phẩm, không xuất cản những cái sản phẩm y khoa cần thiết cho nhiều quốc gia dướng vào đại dịch, mà trong đó Ý bị tổn thương nặng nhất. Đã vậy còn có hàng giả tới nữa. Rồi cộng thêm là bên cạnh cái việc mà xuất cản những cái dụng cụ y tế ra, luôn luôn đính kèm theo cái điều kiện mà các quốc gia Âu Châu không thích. Trong lúc làm nhân đạo và chuẩn bị tập trung cả toàn cầu đối phó đại dịch, Trung Quốc luôn đưa những cái nghị trình riêng rẽ vào trong cái công việc chung. Chính vì vậy, Ý cũng bất mãn luôn. Do đó là các quốc gia khác của Âu Châu càng bất mãn hơn. Chuyến đi vừa rồi là coi như là tôi cho quý vị thấy cái bức tranh đó để quý vị thấy rõ là gì. Âu Châu đóng vai trò trung lập trước đó, nhưng sau đó, sau khi đại dịch bùng nổ, Âu Châu đã có thay đổi suy nghĩ khác, nhưng vẫn còn thèm thuồng những cái quyền lợi rộng lớn tại Trung Quốc. Mặc dù họ biết rằng đã tới lúc họ phải chọn cái giá trị cốt lõi mà họ từng là đồng minh của Hoa Kỳ. Cho tới khi họ đợi chờ đợi, cho tới khi gặp Tập Cận Bình để một lần clear cho rõ ràng. Nhưng cuối cùng Tập Cận Bình vẫn tránh né. Tập Cận Bình rất cần phía Âu Châu tác động vào Hoa Kỳ. Nhưng mà Tập Cận Bình vẫn tránh né những vấn đề Âu Châu đặt ra. Do đó, Âu Châu không happy, không vui. Vì vậy, mới có 4 ngày thôi, ngay lập tức ông Mike Pompeo bay qua Âu Châu. Tại vì ông biết đây là cái thời điểm quan trọng, Âu Châu thét sai.
Ông không muốn để cho Âu Châu có cơ hội làm kẻ trung gian hòa giải. Nếu như Âu Châu ký được một cái thỏa thuận với Trung Quốc, thì Âu Châu sẽ đóng vai trò trung gian hòa giải giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Một điều mà chính quyền của ông Trump không muốn, và tất cả những thành phần, những người mà diều hâu ở Mỹ cũng không muốn. Họ muốn Âu Châu phải dứt khoát với Trung Quốc. Do đó, mới có 4 ngày thôi, khi mà thấy rằng là đôi bên không xong rồi, là ông Pompeo sẽ đã đưa ra cái dự tính là sẽ bay tới Âu Châu ngay. Tại vì ngay thời điểm này là phải đẩy Âu Châu vào cái thế không còn chọn lựa. Đẩy Âu Châu vào cái thế là buộc Âu Châu phải cứng rắn với Trung Quốc. Do đó, tại sao nghị trình lần này ông bay tới Âu Châu là nói chuyện với 27 ngoại trưởng của Âu Châu, tập trung vào một vấn đề Trung Quốc. Có nghĩa là ông Mike Pompeo sẽ mang cái sứ mạng rất quan trọng, thuyết phục cộng đồng Âu Châu. Một là đứng hẳn về phía Hoa Kỳ. Còn hai, tập trung đối phó với Nga. Đừng dây dưa gì tới Trung Quốc hết. Đó là cái cách mà ông Mike Pompeo thuyết phục Âu Châu. Và điều này sẽ cho thấy rằng là Trung Quốc đang mất tư thế. Nếu như cái chuyến đi tuần tới của Mike Pompeo mà thành công, thì có nghĩa là phía của Trung Quốc sẽ phải đối diện một cái hậu quả rất là lớn, từ từ sẽ bị cô lập. Mà điều này Trung Quốc sẽ tránh không khỏi. Tại vì sao? Tập Cận Bình không nắm được toàn bộ quyền lực. Mà bây giờ Âu Châu áp lực tới, đòi mở cửa thị trường. Nhưng mà mở cửa thị trường có nghĩa là Tập Cận Bình cầm con dao cắt cổ các đảng viên khác. Tại vì những cái thị trường đó là những thành phần đảng viên nó nắm hết. Các kỹ nghệ từ năng lượng, xây dựng, tài chánh, ngân hàng, cho tới những cái về kỹ thuật, hầu hết là sân sau của tất cả các đảng viên. Bây giờ mở cửa thị trường cho cạnh tranh công bằng ở trong thị trường Trung Quốc, thì có nghĩa là Tập Cận Bình đưa cái dao cho Âu Châu cắt cổ đồng chí của mình. Do đó Tập Cận Bình làm không được, bởi vì những đồng chí đó sẽ cắt cổ Tập Cận Bình trước. Tập Cận Bình không thể thỏa mãn được cái đòi hỏi của Âu Châu. Bây giờ mở cửa thị trường dịch vụ, tức là service. Thị trường này được bao nhiêu? Thị trường này được bao nhiêu? Trong khi Âu Châu dí tới là thị trường tài chánh. Âu Châu dí tới là thị trường tài chánh. Phải mở cửa thị trường tài chánh cho họ. Tập Cận Bình không mở. Vậy thì Âu Châu nói, cái tôi cần anh không mở, anh đi mở cái tôi không cần. Vậy thì tôi làm ăn với anh làm gì? Tôi làm ăn với anh làm gì? Câu hỏi của Âu Châu sẽ là như vậy. Ngược lại, phía Hoa Kỳ sẽ đạt được cái thỏa thuận với lại phía Âu Châu. Lần này trên nguyên tắc, ông Mike Pompeo nhắm vào nghị trình của Trung Quốc. Nhưng yếu tố phụ để đẩy Âu Châu về phía Hoa Kỳ, đó là một cái hiệp ước tự do mậu dịch giữa Liên Âu và Hoa Kỳ. 27 quốc gia của Âu Châu và Hoa Kỳ, một vùng phi thuế quan, sẽ không đánh thuế vào Liên Hiệp Âu Châu, và Âu Châu cũng không đánh thuế vào mặt hàng của Hoa Kỳ. Nếu như điều này mà nó được thúc đẩy, thì có nghĩa là ông Trump đã dí thêm một nhát kiếm chặt đứt đường của Trung Quốc. Tại vì quý vị nhớ cái hiệp ước USMCA của Canada và Mexico không? Cái hiệp ước đó là chặn tất cả những cái mặt hàng nhập cảng từ Trung Quốc. Không thể đi vào những thị trường này để đi vào thị trường Hoa Kỳ. Tức là quý vị nhập cảng đồ Trung Quốc là chuyện quý vị, nhưng không cho phép quý vị đưa hàng Trung Quốc vào Hoa Kỳ. Đó là cái điều kiện tiên quyết trong cái USMCA, cái hiệp ước mới của vùng Bắc Mỹ. Thì lần này cũng cái format đó với Liên Hiệp Âu Châu. Chúng tôi mở rộng thị trường nước Mỹ cho các quý vị. Chúng ta sẽ có một vùng tự do thuế quan, xóa bỏ tất cả những cái rào cản về thuế quan. Nhưng chỉ có mặt hàng của Âu Châu, không có mặt hàng của Trung Quốc. Nếu mà quý vị nhập cảng mặt hàng Trung Quốc là chúng tôi không nhận. Chúng tôi chỉ nhận nhập cảng những mặt hàng từ Âu Châu thôi. Kể cả những mặt hàng mà sản xuất tại Âu Châu. Còn nguyên liệu, nếu quý vị nhập nguyên liệu của Trung Quốc để sản xuất tại Âu Châu, quý vị phải báo cho chúng tôi biết để chúng tôi đánh thuế lên cái mặt hàng đó. Tại vì chúng tôi không để cho bất cứ một cái mặt hàng nào của Trung Quốc lọt vào Hoa Kỳ với mức thuế được hưởng nằm trong cái tự do mậu dịch này. Do đó, bề ngoài là gặp gỡ trong cái nghị trình đối phó Trung Quốc, nhưng bề trong sẽ là những cái thỏa thuận giữa Liên Âu và Hoa Kỳ trong vấn đề mậu dịch. Và đổi lại, Hoa Kỳ sẽ đồng ý
là rút lại cái quyết định của mình để cho Liên Âu có thể thực hiện cái việc mà bổ nhiệm thêm hai quan tòa còn lại trong WTO, tức là trong Tổ chức Mậu Dịch Thế Giới. Hai quan tòa này nằm trong số ba quan tòa là những người mà giữ nhiệm vụ gọi là xét xử tất cả những cái vụ kiện tụng cho những thành viên trong WTO. Nhưng mà từ tháng 12 năm ngoái, hai quan tòa đó đã hết nhiệm kỳ. Bây giờ cần phải bổ nhiệm hai quan tòa mới, nhưng Hoa Kỳ đã block cho tới ngày hôm nay. Do đó, nhiều cái đơn kiện tụng nó đã không được giải quyết ở WTO giữa các công ty, giữa các quốc gia thành viên. Vì vậy, Hoa Kỳ đổi lại, các anh đồng ý thì tôi xả ra để các anh bổ nhiệm hai quan tòa để giải quyết những hồ sơ ứ động kiện tụng ở trên WTO. Thì quý vị, cái thế gọi là tam quốc này bây giờ nó được xem là một cái thế khá hay, liên minh của Đông Ngô với Tây Thục để mà đánh Bắc Ngụy. Bắc Ngụy là tức là Trung Quốc đó. Có nghĩa là cục diện này ông Mike Pompeo có sứ mạng khá nặng nề, làm sao thuyết phục được. Bởi vì trong Liên Âu thì đã có một số những quốc gia sẵn sàng ủng hộ cho Hoa Kỳ, đặc biệt là những quốc gia nằm ở khu vực Trung Âu và Đông Âu, là họ dốc hết lòng ủng hộ cho Hoa Kỳ những lá phiếu của họ trong Liên Hiệp Âu Châu rồi. Cái còn lại là thuyết phục Ý, Pháp, Đức là ba quốc gia cốt lõi quan trọng nhất trong cái Liên Hiệp Âu Châu. Thì nếu như ông Mike Pompeo thành công trong cái vấn đề thuyết phục này thì coi như Hoa Kỳ đóng luôn cánh cửa Âu Châu đối với Trung Quốc. Và khi đóng cánh cửa Âu Châu rồi, Trung Quốc sẽ không còn thị trường rộng lớn nữa. Họ chỉ còn lại cái thị trường Á Châu thôi. Mà thị trường Á Châu thì Ấn Độ chặn luôn rồi. Tức là 1 tỷ dân Ấn Độ là không xài hàng Trung Quốc rồi. Thì chỉ còn lại vài trăm triệu dân gốc Á thôi. Mà bây giờ Nhật Bản rút ra, từ từ tránh gọi ảnh hưởng của Trung Quốc. Đài Loan thì khỏi nói rồi. Chỉ còn lại một cái thị trường nhỏ của khối Đông Nam Á thôi. Nó sẽ không đủ cung cấp cái nhu cầu cho một nước Trung Quốc rộng lớn như vậy. Kể cả việc mà Trung Quốc nhập cảng nông sản, nhập cảng năng lượng cũng không đủ luôn. Và quý vị đừng quên là cái vụ bên Trung Đông, ông Trump đang lobby một số quốc gia khác để mà nối kết bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Do Thái. Mà nếu mà nó thành công nữa, cánh cửa Trung Đông đóng lại luôn. Thì chỉ còn lại cánh cửa của Á Châu, tức là Đông Nam Á. Là lúc này cái thế trận của Hoa Kỳ vây chặt Trung Quốc, cô lập Trung Quốc, và giống như lời tuyên bố của Tổng thống Trump, chúng ta tách rời khỏi nền kinh tế của Trung Quốc. Và nếu điều này mà nó thành công, và nếu như ông Ngoại trưởng Mike Pompeo thành công, đặc biệt là cái vấn đề của Đức là cái quốc gia quan trọng nhất, nếu thuyết phục được thì xem như là cái gián bài Trung Quốc đã định. Trung Quốc không còn cửa nào hết. Cộng sản Trung Quốc không còn cửa nào hết. Một, cải tổ toàn bộ hệ thống chính trị và kinh tế. Còn hai, chấp nhận cái ngày tháng cầm quyền của họ càng lúc càng ngắn lại. Càng lúc càng ngắn lại. Và sẽ tới một cái giai đoạn dứt điểm. Đây là một cái cục diện gọi là Trung Quốc không còn đường đỡ. Và cục diện này nó diễn ra giữa lúc mà nền kinh tế Trung Quốc đang lâm vào cơn khủng hoảng. Đã bị khủng hoảng rồi, bây giờ bị đóng cửa nữa. Thì quý vị biết chuyện gì xảy ra. Giống như 5 năm trước, 6 năm trước, cái nhà học giả mà David Wong của cái tờ mà Asia Review đã từng nói, nền kinh tế Trung Quốc không thể nằm dưới 6% GDP. Nếu mà nằm dưới 6% thì tất cả nền kinh tế của Trung Quốc sẽ sụp đổ hoàn toàn. Nó giống như là trái bom đặt trên chiếc xe bus trong cuốn phim Speed mà anh Kenny Roof đóng vai chính. Tức là chiếc xe bus phải chạy từ 55 dặm trở lên thì bom không nổ. Chạy dưới 55 dặm bom phát nổ. Thì nền kinh tế Trung Quốc cũng y chang như vậy. Và bây giờ nó đang xuất hiện. Đã vậy gặp thêm cái tác động mạnh mẽ của phía Hoa Kỳ. Coi như là chuyến đi sắp tới của ông Mike Pompeo, Trung Quốc dòm ngó rất nhiều. Họ đang đánh lô tô. Họ hy vọng rằng là cái cuộc bầu cử của Hoa Kỳ, cái sự gọi là diều hâu của phe bảo thủ ở Hoa Kỳ có thể gây ác cảm cho những chính quyền cánh tả của Âu Châu. Đây là cái điều hy vọng duy nhất của Trung Quốc để phân hóa Âu Châu giữa Hoa Kỳ. Tại vì dầu sao đi nữa, chính quyền của Tổng thống Trump vẫn là chính quyền cánh hữu. Còn bây giờ điều khiển một số những quốc gia Âu Châu lại là những chính quyền cánh tả. Thì đây là cái điểm hở mà Trung Quốc có thể len lỏi vào để tách hai bên ra.
họ hy vọng như vậy. Nhưng mà tùy theo cái quyền lợi mà ông Mike Pompeo thuyết phục được. Mike Pompeo là một vị ngoại trưởng rất cứng rắn với Trung Quốc. Và với Âu Châu thì ổng có những ngôn ngữ nhẹ nhàng hơn. Thì hy vọng rằng ổng sẽ hoàn tất được sứ mạng của mình, khiến cho Âu Châu coi như là xoay chiều hoàn toàn. Mà nếu Âu Châu xoay chiều hoàn toàn thì trong vài tuần nữa quý vị lại thấy được cái lệnh cấm vận của Âu Châu nhắm vào viên chức của Trung Quốc trong vấn đề của Hồng Kông hay trong vấn đề của Tân Cương. Và nếu điều này xảy ra thì coi như Trung Quốc không còn cửa để mà thoát nữa. Ok quý vị, đó là cái đề tài của chiều ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn rất là nhiều cho cái đề tài chiều ngày hôm nay. Phong sẽ trở lại cùng tất cả mọi người trong chương trình tin cập nhật buổi tối lúc 6:30 giờ California, tức là 8:30 giờ Houston, Texas. Quý vị và các bạn có thể đem cái đề tài ngày hôm nay lên để chúng ta thảo luận, hoặc quý vị và các bạn có thể chọn những cái đề tài mới nhất trong bản tin cập nhật chiều ngày hôm nay để chúng ta thảo luận liên quan tới thời sự. Và đừng quên, tối ngày hôm nay 8:30 trên channel Phượng Mai Official YouTube và PM Phượng Mai Channel bên Facebook sẽ là chương trình livestream lần thứ 6 trong chương trình nghệ thuật Kim Cổ do Phượng Mai và một số anh chị em nghệ sĩ phụ trách. Tuy nhiên, tối ngày hôm nay Khánh Hoàng bận việc, tôi thay thế Khánh Hoàng trong cái vấn đề mà điều khiển chương trình. Hy vọng là quý vị sẽ xem thật đông đảo để ủng hộ cho cái channel của Phượng Mai vào tối ngày hôm nay. Và Phong sẽ gặp lại mọi người trong một tiếng đồng hồ nữa, tức là 6:30 giờ California. Mến chào tất cả mọi người và chúng ta gặp lại sau. Bye bye!